em xin kính chào tất cả các quý khách hàng Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em Bên em vừa mới thực hiện cái video test cái chiếc động cơ Honda GX390 của Thái Hàng tháo máy phát điện nha quý khách hàng Cái trục của tháo máy phát điện của nhà em ấy Tất cả các dòng tháo trong dàn phát điện ra thì đều trục côn kiểu đuôi chuột như kiểu này nha quý khách hàng Chứ không có trục cá nha quý khách hàng Nếu mà một là quý khách hàng đến những cái quý khách hàng muốn cái dòng trục cá ấy, thì một là đến những cái tiệm thợ tiện mà nó lớn ấy thì nó sẽ móc cái cá đơn rất là đơn giản thôi đấy cái mà để mà tiện cá thì nó không có gì là khó cả mà tất cả những dòng máy ở bên em ấy thì đa số là hàng tháo ở trong những dàn phát điện ra thì trục nó đều là cốt uh, cốt đuôi chuột kiểu như này đấy thì một năm thì nhà em cung cấp ra thị trường cỡ vài trăm vài trăm cái động cơ như này cả một máy hai máy một máy thì bên em bán rất là nhiều luôn đấy dành cho anh em chạy vỏ lái hoặc chạy cắt bê tông hoặc là chạy trên những cái trạm bơm dầu hoặc là thủy lực đấy nói chung là vào bất cứ việc gì mà anh em hoặc là quý khách hàng mà cần những cái dòng động cơ mà hiệu suất cao đấy Đấy, động cơ hiệu suất cao một động cơ xăng tốc uh, nhanh đấy thì liên hệ bên em nhá đây là một chiếc động cơ Honda GX390 hàng tháo máy phát điện còn rất là đẹp luôn thì chiếc uh, này thì em đã bán cho một anh khách uh, nhà em ở trong uh, cà mau rồi thì uh, em uh, thực hiện cái video test cũng như là quay chi tiết một lần nữa trước khi em bàn giao máy đến uh, anh khách cũng như tất cả các khách hàng tại vì tất cả sản phẩm bên em đi ấy thì đều có video test là một và thứ hai là có hình ảnh chi tiết gửi đến tất cả quý khách hàng nha nên là quý khách hàng hoàn toàn yên tâm mua hàng nhà em thì hoàn toàn yên tâm nha đấy tất cả những dòng sản phẩm bên em đều trước khi mua là bên em đã test rất là kỹ rồi sau khi mà về nhà em thì bên em sẽ test và bàn giao cho quý khách hàng một lần nữa đấy có video quay rất chi tiết chụp ảnh series máy gửi tất cả quý khách hàng em chiếc động cơ Honda GX390 đây hàng thả máy phát điện nha quý khách hàng bình xăng thì em lấy trực tiếp luôn bình xăng ở trong mình không có một tí xăng nào luôn em lấy trực tiếp vào cây xăng luôn không có cho chạy qua bình nữa đấy đây quý khách hàng đấy chiếc động cơ này thì em vừa sinh qua sơ rồi Đấy, thì uh, quý khách hàng mà có nhu cầu muốn đẹp hơn chút nữa thì về mình có thể vệ sinh theo mong muốn của mình nha thì sau đây em xin gửi đến tất cả quý khách hàng cũng như anh khách cái mã chiếc động cơ này gcbdt trừ một năm năm bảy tám một chín nha gcbdt trừ một năm năm bảy tám một chín chiếc động cơ honda gx ba chín mươi của thái này quý khách hàng có thể nghe cái tiếng động cơ rất là êm luôn đấy nhà em chuyên hàng chất luôn đấy, rất đẹp nha đấy, đấy. chi tiết luôn chiếc bồ này còn trắng tinh thế trước này mà về là em đã có cái video em gửi đến quý khách hàng rồi ạ Đây, mình sang con ke hin cái bồ nóng ạ bồ sản nóng ạ đây đấy, em đã vệ sinh sơ rồi nhưng mà quý khách hàng về muốn đẹp hơn thì mình có thể vệ sinh thêm một chút nữa đấy để nó hoàn hảo hơn nha quý khách hàng Đấy, thì tất cả như này là zin hết, bình xăng zin, lọc gió zin, bô zin. Cái bô và lọc gió này này thì ở bên em có hàng công ty, tự hàng xịn 100% nha, mới 100%. Đấy, chứ bình xăng này em chỉ có bình xăng giống như bình xăng lô, nhưng mà hàng xịn nó khoảng 2 cân rưỡi. Đấy chứ không có hàng nhà máy nha. Đấy nói thẳng với quý khách hàng, không mình nhiều quý khách hàng em bảo là cái bình xăng đấy là của nhà máy không phải đâu ạ. Bình xăng nào, loại dòng sản phẩm nào thì em báo là như dòng sản phẩm đấy lọc gió và bô này em có hàng công ty hàng mới 100% số lượng nhiều bình xăng này em có bình xăng lô bình xăng mới luôn 100% lắp trên 270, 340, uh, 390 ok luôn Đấy, nó nặng khoảng hai cân rưỡi một bình nha quý khách hàng tương tự với dòng này nhưng mà không phải hàng công ty hàng mới 100% như đây quý khách hàng có thể thấy lọc gió này uh, ốp này và áo của nó rất đẹp luôn Chứ động cơ này rất là đẹp Đấy thì em vừa giới thiệu cái video test nổ cũng như là chi tiết cái chiếc động cơ Honda GX 390 gửi đến tất cả quý khách hàng quý khách hàng nào đang quan tâm đến dòng động cơ này thì liên hệ em nha hotline 0966 421 739 Zalo bên em nhà em có hai cơ sở một cơ sở nằm ở phía nam thì số 140 đường cộng hòa hoặc số 69 đường tân thới nhất 01 quận 12 thành phố hồ chí minh miền bắc thì bên em nằm ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ nha quý khách hàng bên em giao hàng toàn quốc nhà em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng động cơ máy móc máy công trình đã qua sử dụng đấy cũng như hàng mới thanh lý nhá mua bán trao đổi sửa chữa toàn quốc quý khách hàng có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp bên em rồi em xin tạm dừng video tại đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ